Với trẻ sinh non, sữa mẹ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đến sự sống của bé. Hằng ngày, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận rất nhiều ca bệnh nặng là các bệnh nhi sinh non, nhẹ cân, nhiễm trùng. Đối với các con, chưa thể bố mẹ trực tiếp là một thiệt thòi lớn. Thậm chí có nhiều trẻ bị nhiễm trùng đường ruột, không thể tiếp nhận sữa công thức. Ngân hàng sữa mẹ ra đời nhằm đảm bảo rằng tất cả trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, khi chưa thể bố mẹ trực tiếp, vẫn có thể tiếp cận mọi lợi ích và hồi phục sức khỏe nhanh hơn từ sữa mẹ. Theo nghiên cứu, sữa mẹ thanh trùng giúp giảm 19% nguy cơ nhiễm trùng sơ sinh muộn ở nhóm trẻ dễ bị tổn thương, nhẹ cân trong vòng 28 ngày đầu đời, giảm thời gian nằm viện 15 ngày và giảm thời gian nuôi dưỡng tĩnh mạch tới 10 ngày so với sữa công thức. Mỗi ngày làm việc của tôi đều bắt đầu từ 7 giờ sáng với các công việc tỉ mẩn, đòi hỏi độ chính xác cao từ xét nghiệm sàng lọc sữa thô đến thanh trùng sữa. Công việc càng khó khăn hơn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 khi nguồn nhân lực vận hành bị thiếu hụt. Đồng thời, chúng tôi phải luôn đảm bảo sắp xếp quy trình thu nhận sữa thô an toàn nhất cho nhân viên và bà mẹ hiến sữa. Tuy nhiên, nhìn các em nhỏ được ăn sữa mẹ, chúng tôi chỉ thấy vui thôi, không thấy mệt gì nữa. Chúng tôi cảm ơn sự đồng hành của 38 bà mẹ đã hiến 600 lít sữa cho 280 trẻ sơ sinh bệnh nặng. Bệnh viện Nhi Trung ương là bệnh viện hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc trẻ sơ sinh. Với ngân hàng sữa mẹ, chỉ đạo chuyên môn bởi Bộ Y tế, hỗ trợ bởi Chính phủ Ireland, Blind Child và Newborn Việt Nam, bệnh viện sẽ càng làm tốt hơn vai trò của mình, đó là tận tâm vì sức khỏe trẻ em Việt Nam.